Hôm nay mình sẽ bấm tốc độ, đảo chiều motor và định tâm cho cái hợp giác này. Mời các bạn xem. Đầu tiên chúng ta nhấn phím B hiện radio và chúng ta nhấn phím S. Tốc độ bây giờ là 18. Muốn tăng tốc độ chúng ta bấm phím S và nhấn giữ hoặc là nhấn từ từ tốc độ xe lên. Rồi tốc độ 4000 bấm B. Rồi để lưu lại. Khi chúng ta muốn tắt đầu dò kim lên kim xuống thì chúng ta vào nhấn vào B và nhấn thêm một cái nữa, hiện lên N1, chúng ta trở về N0 là tắt định tâm, là không còn đầu dò kim lên kim xuống nữa, kim sẽ đi vô thức, thích thì lên, thích thì xuống, thích thì vô, thích thì ra. Rồi, thích lên thích xuống, tại vì chúng ta đã tắt định tâm rồi, tắt đầu dò rồi. Muốn bắt đầu dò kim lại chúng ta lại bấm vào B, bấm thêm cái nữa, chúng ta trở về N1. Một tám B và chúng ta bấm Y đi xuống là kim xuống. Bấm vào N1 để mở định thanh. Khi bây giờ là kim bắt đầu định tâm đi xuống. Để khi chúng ta quay hàng, quay góc thì nó không có. Giờ chúng ta muốn đảo chiều motor thì chúng ta nhấn B, U, bấm B nữa, thêm cái nữa. Bấm B, hiện ra chữ bờ. Và chúng ta nhấn S, nhấn S 2 lần là motor sẽ đảo chiều lại. Muốn đảo chiều tới lại bấm S, rồi đảo chiều lại motor đường bắt sổ. Nhấn B để lưu lại. Rồi, vậy thôi. Chúc các bạn thành công.